Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng có buổi tiếp các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đến trao hỗ trợ phòng chống COVID-19. Theo đó, trong đợt này, Tổng công ty Điện lực Miền Trung hỗ trợ hơn 470 triệu đồng và 15 máy đo thân nhiệt, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Thiết bị này sẽ được bàn giao cho các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố, nhằm hỗ trợ cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra và khai báo y tế đối với người dân khi qua chốt. Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng. Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng, huyện Hòa Vang hỗ trợ 500 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận tình cảm, tấm lòng sẻ chia của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đối với công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được ưu tiên mua vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân thành phố, mua máy thở và vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị COVID-19, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch.